Xin chào mọi người đã quay lại với kênh Anh Review của mình nhé. Ở tập trước, sau khi một vân cho đại quân ma tộc đổ banh sát, làm cho ma Cách rất tức giận. Hắn liền xông lên định giết chết một vân, nhưng vào lúc này vương chí kiệt lao ra tránh trước người một vân. Mà một vân ở sau vương chí kiệt trên mặt lộ ra vẻ trêu tức nói, ma cách ta sẽ không đánh với ngươi, ngươi đã là lục tầng hồn đàn, mà ta mới chỉ là nhất tầng hồn đàn, thế thì tính làm cái gì? Ở phía đối diện, mà cách trông thấy bộ dáng trêu tức của một vân thì nổi điên lên hắn liền hướng phía một vân đánh ra một chưởng vương chí kiệt đứng trước một vân tiện vung tay lên hóa giải một chưởng kia của ma cách mà dương đình ngọc đứng ở bên ngoài lúc này lên tiếng nói tên ma cách này là thập bát ma vương tốt nhất là ba người chúng ta tiến lên không để cho hắn có cơ hội chạy thoát thế là liền sau đó ba vị điện chủ đồng thời ra tay vây công ma cách mà lúc này trên trung châu các đại thế lực lớn cũng đang chật vật chống lại ma tộc Hiện tại vấn đề lo ngại của các thế lực chính là các đệ tử bị ma khí xâm nhập, đang tự mình đánh nhau. Mà trong số các thế lực đó chỉ có tụ tiên các đến hiện tại là ổn hơn tất cả, vì bọn họ nổi tiếng là luyện đang và luyện khí, nên có thể tự luyện ra đan dược để loại bỏ ma khí. Nhưng mà chỉ có đan dược cấp 5, cấp 6 mới có tác dụng thôi. Nếu như tình hình này cứ kéo dài thì sớm muộn tụ tiên các cũng rơi vào phá sản. Quay lại với chiến trường ở Tam Cực Điện, hiện tại mà cách cùng ba vị điện chủ đang giao chiến càng thêm kịch liệt. Ma Cách cảm thấy nếu kéo dài thời gian giao chiến thêm nữa thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ thua, nên trong lòng hắn đã sinh ra ý định chạy trốn. Nên ngay sau đó, Ma Cách dùng toàn lực đánh một chưởng về phía ba vị điện chủ, rồi ngay lập tức hắn quay người bỏ chạy. Đúng lúc này Thanh Âm một Vân vang lên, hắn nói Ma Cách làm gì phải sốt ruột đi như vậy, nếu đã đến đây rồi thì ở lại luôn đi. Giọng nói vừa dứt thân ảnh của Mục Vân đã hiện trước mặt Ma Cách, chặn lại đường lui của hắn. Liền sau đó, Mục Vân liền ném chục viên hắc viêm phích lịch đạn về phía Ma Cách trước đó đã thấy được uy lực thứ đồ chơi này của một vân nên ma cách cũng không dám coi thường hắn liền đánh ra một trưởng để ngăn lại nhưng mà đúng lúc một trưởng kia gần chạm đến thì mười viên hắc viêm phích lịch đạn này đồng thời nổ tung dưới vụ nổ đó ma cách cũng không có tổn thương nào quá lớn nhưng mà cũng ép được hắn lui về sau phá vỡ ý định chạy trốn của hắn mà ở phía sau ba vị điện chủ lại lần nữa xông lên tiếp tục vây công ma cách còn về phía một vân thì hắn luôn đứng bên ngoài quan sát thi thoảng bùng tay lại ném vào trong một viên hát viêm phích lịch đạn để quấy nhiễu ma cách